Hello tất cả mọi người. Bây giờ buổi sáng mình có bận chăm vợ, thì chiều đến công ty đi làm. Đó, vừa chuyện dọn lại văn phòng từ trên tầng 3 xuống tầng 2, quay về chỗ cũ, chỗ cũ thân thương. Thì việc chiều nay đơn giản lắm. Chỉ có đi trà hai cái mặt bàn nguyên tấm gỗ thông. Đây, cho mình lên tầng 3 mình xem. Đây. Đó, thì ngày hôm qua mình sẽ ở lại rất là muộn để mình làm cái sắt kim này. Cái sắt kim này có tác dụng là chống mo đó. Cái bàn nguyên tấm ở đây mặt sau này, hai cái này mặt sau đấy. Mà mình cần ngược mặt lại lên thì mặt mặt phải là mặt dưới này nha. Đó, cái bàn này kích thước dày là khoảng 5 phân. Cái bàn này là dày 6 phân này. Đó. Tại tại thế tại sao chúng ta phải làm cái bàn mà lại phải phay cái rãnh để một cái hèm giữ u này? Mình giải thích sau. Ok, bây giờ phải tháo ra để trà trà lại cho phẳng phiu mịn màng và lóc dầu lên. Trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao mà cái bàn tấm to như thế này chúng ta lại phải ghim thanh sắt mà không để không cho nó đẹp mà đỡ mất công, đúng không? Thì bản chất của gỗ ấy, khi mà cây nó chết đi thì gỗ nó vẫn thở, nên là cái sự hút ẩm của gỗ nó diễn ra liên tục luôn. Trời mà nhiều độ ẩm nó hút ẩm vào, trời hanh sẽ thải ẩm ra, sau đó là cái gỗ nó sẽ biến dạng theo, đúng không? Gỗ càng lớn thì độ biến dạng nó càng cao đó. Cho nên là chúng ta thấy là rất ít người dám chơi những cái bàn gỗ thông hoặc là cái bàn gỗ to ấy, nó nguyên tấm ấy, tại vì cái độ biến dạng của nó trong thời tiết nó sẽ rất là lớn đó. Mình làm cái ghim này là giúp khắc phục cái biến dạng theo cái chiều bánh đa như này đó. Cái bàn này sẽ võng bánh đa kiểu như này hoặc là võng ngược lại như này đó. Mình làm cái này ghim nó vào để cho nó hạn chế nhất có thể đó. Thì mình ghim mà mình sẽ dùng cái vít cấy âm ở trong, như cấy âm ở trong, rồi dùng cái vít phi M8 này bạn, cho nó chắc cho nó khỏe. Đây, yeah, lấy cái túi vít đã. Rồi, đây cho mọi người xem luôn. Đó, mình phay cái mặt, đó, nó âm xuống một rãnh như này. Đó, xong mình cấy con vít quả khế vào đây để mình vặn cái ốc này vào. Đó, kết cấu rất là đơn giản thôi. Mà tại sao là mình lại lựa chọn thép chữ U mà không phải thép hộp vuông hoặc là thép tròn? Thì thép chữ U ấy, khi mà chúng ta cắt ngắn nó nhỉ, cái này là 60 phân nhá, 60 phân thì gần như là nó cứng tuyệt đối luôn, không bị biến dạng theo bất cứ cái chiều nào, đúng không? Chúng ta cần một cái thanh ghim nó cứng tuyệt đối, càng cứng càng tốt. Cái này dày 3 ly. Đó, mình ghim lên đây rồi thì gần như là bán bàn tấm mình rất là yên tâm. Đó, bây giờ là mình hôm tối hôm qua mình đã lắp hết vào để cho bàn nó chống mo rồi, thì bây giờ mình phải tháo ra để mình trà cái bề mặt này, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người quy trình trà. Ok, bây giờ tháo ra đã. Sau khi tháo ra xong hết rồi, chúng ta phải nhớ đánh dấu nhá, đánh dấu cái đầu này cho đúng này. Đó, và thứ tự 1 2 3, thứ tự này là 1. Ok, cái này là 2. Đây là 3, mà cái số 3 này quay về hướng bên này. Nó thì sau này chúng ta sẽ nhớ, bỏ ra thì chúng ta trà sẽ không bị nhầm. Ok. Ban đầu ấy, cái bề mặt của cái bàn này nó vẫn rất là thô, nên chúng ta sẽ chà phá. Chà phá bằng cách là dùng các cái sợi, các cái dây nhám phải đỏ như này này. Mọi người xem nhé, phải đỏ như này, đây gọi là nhám vải đó. Nhám này khá là đa năng á, thì chúng ta sẽ lần lượt trà từ các độ nhám lần lượt nhé. 180 này, 180 rồi lên 240 rồi lên 320 rồi lên 400 đó. Dừng lại ở mức 400 này và chúng ta sẽ xử lý tinh hơn bằng giấy nhám, độ nhám giấy thì mình sẽ hướng dẫn sau. Lần lượt bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là nhám đỏ trước để phá, để nhà trà phá hết cái bề mặt đi. Rồi mà trà phá này thì mình ưu tiên mình dùng các cái máy trà dung kiểu như nào, nó sẽ rất dễ lắp cái giấy, mua cũng rẻ nữa. Cái này nó bị hỏng mất một đầu, nó gãy một cái lẫy rồi, mình phải dùng cái tô vít bậy nó ra, nhét cái đầu dây nhám vào.
Ok. Ok. Các bạn nhớ nhá, khi trà chúng ta cố gắng trà càng dọc theo vân gỗ càng tốt, thì cái vết xước do cái độ nhám bề mặt này này, lưỡi nhám nó tạo ra thì nó sẽ tránh hằn sâu lên cái bề mặt gỗ theo cái phương khác của cái vân gỗ, thì lúc nó sẽ đỡ lộ hơn. Nhất là khi cái bàn này chúng nhất là khi cái bàn này mình hoàn thiện là nó lau dầu, chứ mình không hoàn thiện bằng sơn PU, nên cái bề mặt phải kỹ hơn một chút nữa, kỹ hơn nhiều lần ấy, nói một chút nữa thì là làm nói giảm nói tránh thôi. Bắt đầu làm nhá. À còn một cái chú ý nữa mà quên mất nhắc mọi người, đó là trà ấy không được vội, cứ trà lần lượt nhá mọi người, cố gắng là trà lần lượt từng đoạn một đó, đưa máy từ từ chậm chạp thì độ nhám đồng đều của mặt nó sẽ tốt hơn. Và máy nhám ấy, lúc đánh nhám ấy thì là chúng ta bị ảnh hưởng âm thanh rất là nhiều, ảnh hưởng liên tục luôn. Thì một là đeo cái tai trợ tai này, cái giảm tiếng ồn này, và không thì đeo tai nghe in-ear, nó sẽ giảm bớt được cái cường độ âm thanh vào tai chúng ta, đỡ hại tai rất nhiều. Ok, làm tiếp thôi. Ok, sau khi trà một lượt bằng nhám 240, đây là mặt sau à, mặt sau bàn mình chỉ để nhám 240 thôi, mình sẽ không làm quá tinh, sẽ mất rất nhiều thời gian. Đó. Thì mình tiếp tục đến cái bước là vệ sinh, vừa xịt bụi rồi, quên mất không quay cho mọi người xem mà xịt bụi rồi. Xịt bụi xong bây giờ dùng cái nước vệ sinh Rio Monocoat Cleaner. Đó, vệ sinh hết tất cả cái bụi bẩn đây này, mọi người xem. Nó còn lăn ra bề mặt gỗ này, ta vệ sinh hết đi. Vệ sinh xong rồi để khô bề mặt khoảng tầm vài phút thì sẽ sử dụng dầu lau lên. Đó. Rồi mình sẽ nhờ Đức Anh giúp vệ sinh và lau dầu mặt bên này, và mình phải trà cái mặt bàn bên này nữa. Vừa mới tháo mấy cái răng sắt ra. Đó. Chỗ này là chỗ bả này. Chỗ này nó bị nứt một chút là phải bả lại. Bây giờ bào nhẹ qua đi rồi trà như vừa rồi thôi. Mấy trà và lau dầu xong mặt thôi, còn cái này bị đứt một tí nên mình phải chờ cho cái mai bả nó khô đã. Mai bả nó khô rồi mình lau dầu lên được. Bây giờ về đã, mình đi gặp khách đã. Chào các bạn nhá. Video đầu tiên sẽ chăm chỉ làm. Ok. Xin mời chào các bạn. Hôm nay hai anh em đã quay lại làm việc đây. Mình chỉ làm được buổi chiều thôi, nên là chiều làm được một tí tẹo là hết thời gian đấy mà. Cái bàn này trà đã đổ xong rồi, bây giờ mình đang xử lý cái cạnh này. Sao tự nhiên nó bị một số cái vết, nó bị một số các cái vết như kiểu bị cái máy xe nâng ấy, nó chọc vào, nó vỡ cái cạnh bìa đi. Bây giờ mình sửa cho nó tự nhiên nhé. Nó bo cong 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 tròn tự nhiên này. Đang làm. Rồi, chúng ta dùng cái máy trà như kiểu cái máy cắt sắt bình thường ấy, cắt tay đó, dùng cái này để trà cho nhanh, bo tròn mềm mại xem. Ok, làm của mình nha. Để vệ sinh cạnh bìa của cái bàn ấy, cạnh bìa đó kìa, của cái bàn mình sẽ dùng cái chổi cước như thế này. Nó có 3 cấp độ nha mọi người, nhìn kỹ này, cấp độ thô này, cấp độ vừa này, cấp độ mịn này. Đó, thì mình sẽ vệ sinh sạch được cái cạnh bìa của cái bàn này. Đó, cho nó mịn, nó mượt và nó tự nhiên nhất có thể. Thì cái cạnh bìa của cái bàn, bìa của cái bàn này mình sẽ lau cái màu khác đi, dùng cái màu khác một tối mình lau đi. Còn phần trên mặt bàn mình sẽ màu để cái màu tự nhiên. Cố gắng là ngày hôm nay xong được hai cái bàn. Có anh bạn Dũng giúp này. Người yêu gọi điện để kiểm tra xem đang ở đâu rồi. Vâng, con ạ. Nó cắm cái khoan này và trà lần lượt. Cái này lúc vệ sinh được khá là kỹ các cái khe kẽ của cái bìa.
mà cái bằng giấy trà bình thường, giấy nhám bình thường phẳng chúng ta không làm được. Cái này nó uốn léo đi theo các khe đó thì chúng ta sẽ sinh được kỹ hơn. Thế là dùng cái độ nhám độ thô thô nhất, đã nữa dùng nâng dần một vị lên thì nhìn cái bìa sẽ bóng lên đẹp hơn đấy. Cái phần cạnh mà giáp ranh giữa cái mặt bàn và cái phần bìa này thì bình thường nó sẽ khá là sắc ấy, mà nếu chúng ta mài tay không thì nhìn nó không đẹp lắm, nên mình dùng một cái bào nhỏ nhỏ kiểu vậy. Không biết gọi tên cái này là cái gì cơ, nhưng mà để nó vặn cái độ ăn gỗ của nó thật là mỏng, chúng ta lượn bào theo nhìn nó rất là tự nhiên và đẹp. Dùng một cái đầu nhọn này đó để mình bỏ hết những cái phần chết của cái mắt đi, sau mình sẽ bả vào đây. Một cái bàn tầm lớn thì không thể nào tránh được những cái việc là có những cái mắt mũi nó bị chết đấy, nên là việc xử lý mắt và bả vào là chuyện rất là bình thường.